Trong năm thánh, các phó tế được mời gọi nói về niềm hy vọng. Ngày 8 tháng 8, 2024, phát biểu tại Hội nghị Quốc gia lần thứ 29 do Cộng đoàn Phó tế ở Ý tổ chức ở Assisi, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách tổ chức năm thánh, nói với hơn 200 phó tế vĩnh viễn hiện diện: nếu muốn đón nhận thách đố truyền giáo trong thời đại ngày nay, chúng ta phải mặc ngôn ngữ đức tin trong trang phục hy vọng. Suy tư về chủ đề hội nghị, phó tế ngôn sứ và người gieo hy vọng. Trước hết, Đức Tổng giám mục Fisichella tập trung vào thuật ngữ ngôn sứ đầy ý nghĩa và có khả năng giải thích tốt nhất thừa tác vụ mà các phó tế được kêu gọi thực hiện trong năm thánh hy vọng. Vì các phó tế có khả năng nói với trái tim và chỉ ra con đường phải theo để hiểu đầy đủ ý nghĩa của đức tin được trải nghiệm. Về hy vọng, Ngài nói rằng trong thời điểm hiện tại, tiến bộ khoa học và công nghệ lấp đầy các cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng ta với hy vọng sẽ tạo cái gì của riêng chúng ta, nhưng thực tế không phải vậy vì dễ đưa đến thất vọng do không thể thực hiện được. Trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng tiếp tục đề cập đến sắc chỉ công bố năm thánh 2025 Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng. Tuy nhiên, sự thất vọng theo sau mọi ảo tưởng chưa thực hiện được sẽ trở thành công cụ hữu ích và cần thiết để hướng cái nhìn của chúng ta tới những gì thực sự mang lại hy vọng. Được hiểu là một lời kêu gọi nhưng không bắt đầu từ sự mặc khải của Thiên Chúa. Theo Ngài, đọc các chỉ dẫn và lời kêu gọi trong sắc chỉ, chúng ta thấy sự dấn thân làm chứng Kitô giáo hoàn toàn không phải là thứ yếu, vì trong trường hợp này, loan báo Tin mừng là niềm hy vọng, lời loan báo đầu tiên. Đức Tổng giám mục Fisichella nhận xét, để đón nhận thách đố truyền giáo trong thời đại chúng ta, cần phải biết cách mặc ngôn ngữ đức tin trong trang phục hy vọng. Năm thánh này trở thành một cơ hội vui mừng để điều này trở thành hiện thực. Và Ngài kết thúc với lời hẹn gặp mọi người tại sự kiện năm thánh phó tế sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm sau.